Đoạn video ghi lại cho thấy sinh vật biển lạ này có màu nâu đen, liên tục ngọ nguậy với hàng trăm xúc tu. Sinh vật đặc biệt này thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Không ai biết chính xác đây là sinh vật gì. Sau đó, sinh vật bí ẩn được thả về biển nhưng người dân địa phương và du khách vẫn bối rối, không biết danh tính của nó là gì. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng sinh vật này có thể là một loài tảo biển. Khi được tiếp xúc với không khí, các xúc tu mọc trên thân loài tảo đã phản ứng lại, tạo nên hiện tượng chuyển động loạn xạ. Một đêm đầu tháng 8, một chiếc xe container đang đi trên đường Mỹ Phước Tân Vàng, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tài xế may mắn thoát kịp trước khi ngọn lửa nuốt trọn đầu xe. Trước đó cũng đã có một vụ cháy xe ô tô. Khoảng 10 giờ trưa 29 tháng 7, chiếc xe này đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh thì đột nhiên bốc cháy dữ dội. Tài xế hốt hoảng ôm giấy tờ trên xe thoát ra bên ngoài. Giữa tháng 7, một vụ cháy xe khách giường nằm đã xảy ra ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xe khách 45 chỗ, 2 tầng đang đi trên quốc lộ 1A, đường tránh thành phố Huế theo hướng Bắc Nam thì bỗng nhiên bốc cháy. Tài xế cùng hàng chục hành khách đã đạp cửa nhảy xuống đường thoát nạn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi chiếc xe. Cuối tháng 6, một chiếc xe khách giường nằm khác mang biển số 51B08844 chạy hướng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng bỗng nhiên bốc cháy trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đó là các vụ cháy xe điển hình đã liên tiếp xảy ra từ đầu năm 2018 đến nay, và hầu hết các vụ cháy xe đều không rõ nguyên nhân. Tình trạng cháy xe xảy ra liên tục khiến chúng ta dễ liên tưởng đến đợt cháy cách đây 7-8 năm. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong năm 2010-2012 đã có 337 xe ô tô và 126 xe máy bị cháy. Trong đó, 58 vụ cháy do sự cố kỹ thuật, nổ lốp, kẹp ống xả, bó phanh, 114 vụ do sự cố hệ thống điện, 18 vụ do tai nạn giao thông, 35 vụ do sơ suất, rơm rạ, ni lông, dẻ quấn vào ống xả. Có đến 131 vụ cháy chưa rõ nguyên nhân. Trong tâm điểm của đợt cháy xe 2010-2012, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã từng thử nghiệm phân tích các nguyên nhân về mặt nhiên liệu và mặt động cơ có thể dẫn đến nguy cơ gây cháy nổ xe. Chúng ta cần có hai điều kiện. Thứ nhất, chúng ta phải có một cái nguồn nguyên liệu, có thể là nhiên liệu xong xăng rò rỉ ra, có thể là do trong những cốp xe, nhựa hay là vải trong xe. Điều kiện thứ hai đấy, chúng ta phải có một cái mồi lửa, phải cộng thêm một cái điều kiện thích hợp thì nó mới có thể cháy xe ra được. Thì khi mà trong năm 2012 tôi nghiên cứu xác định những nguyên nhân gây ra cháy xe, thể thứ nhất là do trong quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng xe không tốt, dẫn đến việc nó có nhiều rác rưới hay là gì đó dính vào trong xe, và khi chạy có một số tiếp điểm trên xe nó rò rỉ điện và chạy trong một số điều kiện nào đó nó chập điện, nó gây ra cháy. Điểm thứ hai mà chúng ta có thể thấy được là do cái đường nhiên liệu, cái đường ống dẫn nhiên liệu nó bị lão hóa và dẫn đến việc rò rỉ xăng ra bên ngoài. Và khi mà rò rỉ xăng ra bên ngoài trong một số cái điều kiện phù hợp kết hợp với phải có tia nửa điện nữa thì nó sẽ gây ra cháy xe, vô tình ở đó nó gây ra cháy xe. Còn tự nhiên thì xe không thể nào cháy được. Cái việc mà người ta gắn thêm một số các chi tiết thiết bị, ví dụ như là đèn còi hay là những đồ chơi phụ kiện trên xe đó, thì bản chất là các nhà sản xuất xe người ta không khuyến kháo cái câu chuyện này. Tại vì nó sẽ làm tăng tải điện lên, tăng cái tải của máy phát điện lên. Và đối với những thợ mà không có chuyên nghiệp, không được đào tạo bài bản trong quá trình lắp, có thể nó dẫn ra việc lỗi và đó gây ra rò rỉ điện. Và đó là một trong những nguyên nhân có thể gây ra cái việc mà chạm điện ở đâu đó và gây ra cháy xe. Như vậy, có 3 nhóm nguyên nhân có thể gây cháy xe. Ngoài ra, còn có một số vấn đề khác về xe cũng được Bộ Khoa học và Công nghệ cảnh báo. Một trong các vấn đề được báo cáo này cảnh báo là các dung dịch, viên tiết kiệm nhiên liệu đều không có hiệu quả như quảng cáo, lại có thể làm tạo ra hợp chất FES, làm tăng nguy cơ cháy. Báo cáo cũng cho thấy, chỉ có 8% người sử dụng xe máy và 30% người sử dụng ô tô quan tâm đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng. 65% số người dùng xe máy không kiểm tra sơ bộ tình trạng trước khi khởi hành. 80% người dùng ô tô và gần 90% người dùng xe máy còn chủ quan khi đi vào khu vực có chất gây cháy. Làm thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy xe? Sau đây là khuyến cáo của các nhà khoa học. Thật ra là chúng ta không nên gắn thêm nhiều cái thiết bị phụ trợ vào trong xe. Nếu mà có gắn thì nên tham khảo của các đại lý mà sản xuất xe. Tại vì nếu ta gắn cắt đường dây điện ra, người ta sẽ không bảo trì. Hoặc nếu như mà gắn thì phải tìm đến những đơn vị nào mà có năng lực và chuyên môn để gắn những thiết bị đó vào. Để khi mà lắp ráp lại, nó đảm bảo nó không bị chập điện, người ta sẽ đảm bảo câu chuyện đó cho mình. Việc thứ hai nữa là khi mà đi bảo trì bảo dưỡng xe thì ta nên kiểm tra cái đường ống nhiên liệu
xem nó có bị lão hóa không. Nếu như mà đường ống nhiên liệu mà cảm thấy bị lão hóa, bị chai cứng hoặc là bị mềm thì chúng ta nên thay đường, về nó khi mà trong một điều kiện nào đó có áp lực của đường nhiên liệu nó sẽ có thể xì ra bất cứ lúc nào, và nó có thể là một trong những nguyên nhân rất dễ gây ra cháy xe. Nên tìm những cây xăng uy tín hay của những đơn vị nào uy tín để chúng ta đổ. Cháy xe là nỗi lo của hầu hết mọi người, không chỉ thiệt hại về tài sản, cháy xe còn đe dọa tính mạng của người trên xe, người đi đường khác. Trong khi chưa thể xác định rõ ràng nguyên nhân cháy xe của từng trường hợp, thì các chủ xe nên lưu ý các khuyến cáo của chuyên gia để hạn chế nguy cơ cháy xe. Cho đến sáng nay ngày 12 tháng 8, theo các hộ nuôi cá cho biết, hiện thương lái đến thu mua cá lóc tại ao với mức giá dao động từ 43 đến 45 ngàn đồng một ký, tùy theo kích cỡ lớn nhỏ. Với đợt tăng giá lần này, các hộ nuôi cá cho rằng đây là mức giá kỷ lục kể từ nhiều năm qua, tạo niềm phấn khởi trong hầu hết các hộ chăn nuôi. Được biết, với chi phí đầu tư cho 1kg cá lóc là 30 ngàn đồng và với giá bán như hiện nay thì lợi nhuận mà người dân nhận được khoảng 12 đến 15 ngàn đồng một ký. Vì vậy, bình quân mỗi ao, người nuôi có thể xuất bán hơn 20 tấn cá lóc, lợi nhuận có được hơn 200 triệu đồng. Trước tình hình giá cá đang lên cao, nhiều hộ nuôi bắt đầu thả nuôi trở lại. Tuy nhiên, việc tăng diện tích nuôi cá lóc ồ ạt thì nguy cơ cá lóc rớt giá trở lại, người dân tiếp tục thua lỗ là điều có thể dự đoán trước. Với chiều dài hơn 20 km, tuyến đường tác thủ thị trấn Trần Văn Thời hiện đang xuống cấp trầm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi nằm trơ giữa đường. Mặc dù mật độ lưu thông rất đông, nhưng hầu như người đi đường không thấy bất kỳ một biển cảnh báo nào để lưu ý người dân khi lưu thông trên tuyến đường xấu. Bữa nào cũng có té xe, banh xe, banh cổ, mình mấy bà con anh em ta là đến chỗ quầy thuốc của chúng tôi là đêm là cũng có lợi chứ. Được biết tuyến đường này đã nhiều lần được nâng cấp, nhưng không bao lâu thì đâu lại vào đấy. Hiện tại việc sửa chữa đường một lần nữa đang được triển khai, nhưng do trời mưa nên tiến độ không như kế hoạch, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Thưa quý bà con, thời điểm này, các cánh đồng ở vùng đầu nguồn thuộc các tỉnh như là Đồng Tháp, An Giang, nước lũ đã tràn bờ, mang theo phù sa và một nguồn lợi thủy sản lớn. Và như đã trở thành thông lệ, đây cũng là thời điểm bắt đầu cho một mùa khai thác thủy sản. Và như chúng ta cũng có thể thấy thì hiện nay nguồn lợi thủy sản nước ta ngày càng khan hiếm, trong khi đó giá trị thì được tăng cao. Vì vậy mà các phương pháp đánh bắt tận diệt xuất hiện ngày càng một nhiều hơn, cũng như là đang ở một mức độ báo động. Cụ thể là những ngư dân tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Vậy để hiểu rõ về phương pháp đánh bắt này như thế nào, ngay bây giờ Nguyên Bảo xin mời quý bà con cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Để có thể tận mắt chứng kiến cách đánh bắt cá tận diệt bằng ngư cụ dấn cước, phóng viên chương trình đã theo chân người đàn ông này. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề đặt dấn mùa nước nổi, bản thân ông đã sở hữu 5 cái dấn cước và nhiều loại cá đều khó thoát trước vòng quay của ngư cụ này. Chỉ sau vài phút, ông thu hoạch hàng kg cá, tất nhiên hết thảy chỉ là cá con. Lưới bắt cá lựa để mà ăn cá lớn lên, nhưng mà còn rồi bắt như thế này là hết rồi. Lúc mới chẳng vô đặt bắt cá con không? Mà thôi giờ dân qua dân nghèo khổ nước lên, bắt đầu nước lên thì bắt đầu dân thả có ra nước đặt, chứ giờ chờ cá bự sao bắt. Theo khảo sát của trạm thủy sản vùng số 1 của ba huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự và huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp, có hàng ngàn dấn cước được giăng mắc trên các cánh đồng nước lũ để đánh bắt cá. Hiện tại bên cạnh tuyên truyền, trạm cũng phối hợp với các địa phương thành lập đoàn ra quân kiểm tra, tháo dỡ cũng như xử lý các trường hợp sai phạm theo quy định. Nếu chúng ta khai thác 1kg cá non vào mùa sinh sản thì chúng ta sẽ mất đi hàng trăm ký, thậm chí hàng tấn cá trưởng thành khi đến mùa thu hoạch. Do đó mà cũng cần có sự phối hợp tốt, hỗ trợ của các ủy ban dân các xã, đề nghị ủy ban dân các xã, thị trấn, phường, thị trấn trên địa bàn thì cũng tích cực phối hợp hỗ trợ trạm. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, thiết nghĩ để đảm bảo nguồn lợi thủy sản dài lâu, người dân cần nâng cao ý thức, đánh bắt đi đôi với bảo vệ cũng như tái tạo, để ký ức về mùa lũ miền Tây luôn là một mùa lũ đẹp, giàu phù sa và cá tôm. Thưa quý vị, theo như thông tin chúng tôi nhận được, cũng trong sáng ngày hôm nay, ngày 12 tháng 8, tại một bãi xe ô tô trên đường Thăng Long, gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến cho nhiều người quanh khu vực hô hoán tháo chạy. Tuy nhiên rất may không gây thiệt hại về người. Sau đây là hình ảnh tại hiện trường mà chúng tôi ghi nhận. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở một bãi xe ô tô nằm trên đường Thăng Long, gần sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó lan nhanh khiến nhiều người hô hoán nhau tháo chạy. Tại thời điểm xảy ra sự việc, bên trong bãi giữ xe có hơn chục ô tô, xe tải đang đậu, khiến nhiều khách có xe bên trong vô cùng hốt hoảng. Một số người dân ở gần khu vực đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa, nhưng ngọn lửa bùng phát quá lớn,
khiến công tác cứu hộ tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt kịp thời, phong tỏa hiện trường, hỗ trợ công tác chữa cháy. Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường dập tắt đám cháy. Qua xác minh ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khiến 3 ô tô trong bãi giữ xe bị lửa thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.